Nằm trong kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đánh giá chất lượng học sinh mũi nhọn, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 năm học 2023-2024 vào sáng ngày 1 tháng 3. Tham gia kỳ thi có hơn 670 thí sinh đến từ 10 phòng giáo dục và đào tạo, các huyện thành phố và 7 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các thí sinh dự thi 9 môn gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tin học. Đây là những thí sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện và tương đương.